Skibidi Toilet, The Few O Dop Dop Yes, Reverend, ok. Ok, đùa đây, đùa đây. Ok, hello baby. Giận, giận, giận. Giận tí mà. Thua, thua. Trôn trôn Việt Nam tí mà làm gì căng thế. Sabada, 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 U. The Few O Mystery, my friend. Tạm sang bí ẩn. Sabada, Sabu. Điện thoại, my friend. Hello. Gin là ra. Ê, trả nợ đi. Wow, debt collector luôn. Chắc là vay nặng lãi đâu rồi. Vâng, bro à. Tôi đang cố gắng kiếm tiền trả nợ đây. Trả tiền đi. Mày phải trả nợ nhanh lên. Nếu không, mày sẽ chết. Vâng, bro à. Tôi đang cố gắng đây à. Tao sẽ cho mày 3 ngày. Ôi, không được rồi, bro à. Tao không quan tâm. 3 chấm. Fate of this life. Số phận của cuộc sống này. Cứ làm việc đó đi. The fuck? Hình như là thằng này mấy cá độ thì phải. Mùa Euro nó vừa kết thúc xong rồi, em. Nhân vật đã lâm vào cảnh nợ nần. Bây giờ phải đi chắc là cướp cái trạm xăng này để lấy tiền thoát nợ. Nhưng mà chưa thấy nào gọi chủ nợ là bro hết. Lần đầu tiên thấy đấy. Mình phải đi tìm Zoko, mày phải đem. Một nhân vật mà nãy giờ chưa được đề cập đến. Có thể là bạn, có thể là người quen, có thể là đứa sắp bị cướp. Zoko! Này, Nisa à, dạo này cậu thế nào? Chắc là bạn. Tớ chỉ đi ra ngoài một chút thôi. Zok, cậu lúc nào cũng vậy hết á. Đến đây và bắt đầu chiếm quyền kiểm soát gì đó. Ơ nhưng mà giờ đến vẫn đến lượt của cậu. What the fuck? Này giờ mình đọc nhiều chứ. Chỉ là một lúc thôi, làm sao mà phiền được chứ. Nisa, Nisa. Bây giờ đi chỗ khác đi. Ừ, phải như thế chứ, cảm ơn Nisa. À, ý là mình trồng hộ quầy tính tiền cho thằng này tí. Để nó đi chỗ khác. Hiểu, 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 hiểu. Chuyện này có thật đấy mấy bạn, câu chuyện này có thật. Ở bên Mỹ nó có cái chuyện này á, kiểu như là mấy cái không, nghiêm túc đi, đừng có giận. Để mình hít mấy hơi bình tĩnh để mình bắt đầu bốc phét về cái chuyện này. Ở bên Mỹ trên TikTok có mấy cái người mà hay bán hàng với lại mấy người mà kiểu như bán burger, người ta hay làm thêm mấy cái công việc livestream trên TikTok với lại YouTube để kiếm thêm tiền. Chứ thực ra là mấy cái việc bên Mỹ này nó nghèo lắm. Một giờ làm việc bên đó chỉ được có $1 thôi. Cao lắm thì được có $2 thôi. Làm sao mà trang trải cuộc sống được. Cho nên là họ phải biến thành idol TikTok mày phải nên. Hiểu không? Anh bạn này đang làm như vậy. Muốn trở nên nổi tiếng mày phải nên. Để sau này không phải làm cái cảnh gọi là đứng ngay quầy tính tiền này nữa. Vì cuộc sống cả thôi. Giống như một ai đó kiểu như bây giờ đang like game kinh dị. Nhưng mà vài năm nữa ai biết được. Anh ấy có thể đi bán hàng đa cấp hoặc là bán hàng online mày phải nên. Cuộc sống nó đưa đẩy cả mặt thôi. Bây giờ mình sẽ đứng quầy cho... Đứng quầy cho ai đã quên tên rồi. Đừng quay cho anh bạn kia để anh ấy quay TikTok. What the fuck? Đứng đây cũng thấy nó nhảy nè. Đó, nó nghe góc mình bên cùng bên trái bên phải ấy. Nó đang múa TikTok trong đó. Còn đây là mấy web. Ai đấy, ai đấy? Game thật là chill quá đi. À, Zoko à. Mấy bạn nhớ đăng ký kênh TikTok cho Zoko nha. Để ủng hộ anh ấy cho anh ấy có thêm động lực để tiếp tục múa. Để nhanh nổi tiếng hơn để thoát khỏi cái công việc này. Ơ, à, thế còn vấn đề nợ nần của mình thì sao ta? 3 ngày nữa phải trả nợ đây sao? Hello. Nói chuyện được. Dan Cock. Cock của Dan, my friend. Rasia Madu. Ái chà, nhìn mặt là thấy uy tín rồi đấy. Độ tuổi 3 cộng. Nestle này mới ghê chứ. Sữa này của Nestle mà lại Dan Cock. Yato có cái chat không? May quá. À, có hả? Ôi tôi chết rồi. Bán lẹ lẹ như để Yato nó phát ngột là chết. Bao nhiêu đấy? Cái này bao? Cái này bán. Rẻ mà. 10,000 rupee. 3 triệu á hả? 3 triệu cho một cái đan cóc á hả? Ừ, thế là rẻ đấy thưa ngài ạ. Ừ, thưa ngài. Bởi vì là nó đang có khuyến mãi. Hôm nay ngài chỉ mua như vậy thôi à? Ừ. Oh, thưa ngài, hôm nay tôi chỉ mua thế thôi tại vì hết tháng rồi. Ok thưa ngài, tổng cộng là 10,000 rupee, 3 triệu Việt Nam đồng đấy. Thế ngài muốn trả kiểu gì đấy? Ổn thôi, nếu như tôi trả bằng tiền lẻ được không? Trả bằng đồng xu á. Ờ xu à, chắc chắn rồi, ổn cả thôi thưa ngài. Ok.
take the money. Ở đây đâu phải tiền xu đâu, để tiền giấy mà, sau này kêu là coin. What the hell? Nhanh tay rút túi về bên em. Đi tìm Zoko. Không thấy Zoko trên camera an ninh nữa rồi. Đừng nói là anh ấy thấy TikTok. Oh no, TikTok chắc là nhảy không được nhiều người xem quá. Bây giờ anh ấy đang đứng ở cái con đường nào nữa, mình phải đi kiếm anh ấy gấp. Cuộc sống đưa đầy cả tới mấy bên này. Bây giờ là Zoko cho vài năm này cũng có thể là mình thì sao. Dòng đời đưa đầy, không biết trước được điều gì đâu. Ý là mấy khúc tới tối này đứng thì chắc cũng đĩa, chắc cũng được mấy đồng nếu có khách. Không có đèn pin này ngon. Em thì Zoko đứng ở cái góc đường nào, mày phải đem gọi nó vào lại chứ. Bảo này anh bạn, chưa cần phải đến mức đấy đâu. Ai thấy Zoko la lên nhá, mấy bạn trên kênh chat này. Mấy bạn mà chuyên kiểu như là chuyên nghiệp trong cái vấn đề này, kiểu như là tinh mắt phát hiện ra được cái góc đường Zoko hay đứng, hoặc là có kinh nghiệm trong việc là biết nó đứng ở chỗ nào á. Mình không muốn nói đích danh ở đây là Yato hay là Tăng Sa hay là Donaldo gì đâu, nhưng mà mình khá tin tưởng là ba bạn đó biết là Zoko đứng ở góc nào mình phải nên. Thì như mình đi quá khỏi map rồi thì vậy. Dụ gì đấy? Phải chiếc xe ở này không? Ok, tạm biệt mấy friend nha. Whee! Freedom to end. Tạm biệt mấy friend. Ôi, vũ trụ bao la thiên hà rộng lớn mấy friend. Nơi mà không có internet, nơi mà mình không bị hack ạc. À, nơi mà không có muộn phiền mấy friend đau khổ. Nơi mà không có bệnh dịch chết chóc. Nơi không có chiến tranh bệnh tật. Nơi chỉ có tình yêu. Đây chỉ có tình yêu thương với lại what the fuck. Mấy con kiến nó bu lên cái tô sầu riêng của mình. Nơi mà chỉ có một tô sầu riêng và mình chỉ ngồi gặp nhấm nó bên đây. Sầu riêng này không bán đâu. Đừng gọi mua bên đây. Học cái điệu nhảy đi bên đây. Mai mình lên TikTok múa. Dạo này TikTok của mình đang hơi flop. Biết đâu sau khi học được cái điệu nhảy này của Zoko bên đây, mai thì dừng kênh TikTok của mình hồi sinh thì sao? Điêu nghệ phải nhìn. Không không. Cái quan trọng là cái mông ấy, mấy bạn nhìn vào cái mông của nó, nó lắc rất là điêu nghệ mấy bạn. Đang ngồi trên ghế mà không lắc mông được nhưng mà nice. Gặp mình trên TikTok thấy nhảy kiểu này là mình cho một team rồi đấy. Ok. Đi tìm Zoko nào. Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy Zok? À, tớ chỉ muốn hù cậu tí thôi mà. Ninja, cậu đừng có lười biếng nữa. Ra mà trong hàng đi. Không đời nào. Tớ đã nói với cậu rằng là cậu phải làm việc đó mà. Nhưng mà cậu chỉ bảo là canh một lúc thôi mà. Ai nói cái như vậy? Tớ không nhớ là nói như thế. Chính cậu nói như thế cách đây vài phút trước. Vì kỳ mà cậu phải vội thế. Thôi được rồi, tớ sẽ về nhà đây. Này, cậu không thể làm như vậy được Zok à. Cậu phải ở đây với tớ. Không, tớ quá lười biếng để có thể ở đây cùng cậu rồi. Cho nên tớ về nhà đây, bye. What? Mình chặn đường lại, gạt chân đấy mày nè. Gạt giò. Hi, Lionel Messi, gạt giò. Oh. Wait, what? Sorry. Messi không bao giờ chơi mấy trò con bò đó. Ronaldo gạt giò đối thủ. Oh. Có không ta? Ronaldo có bao giờ gạt giò đối thủ không biết nữa. Thông cảm đi, cả đời không coi bóng đá mày bên em. Chỉ biết mỗi hai anh đó là đá banh thôi, cho nên là mình phải gọi tên hai anh nó làm mấy cái trò gạt giò đó. Nếu mà mấy anh ngoài đời không làm vậy thì xin lỗi nha. Cản nó lại, cản nó lại. Bây giờ đến chuyện nó gạt giò mình mày bên em. Bớ người ta cứu tôi với. Chân tôi thấy không ổn rồi mày bên em. À, mất hết cảm giác ở hai chân rồi. Về thật con. Quá buồn. Bạn bè như cái bẹn bà vậy. Gì này, đáng sợ quá. Missing, missing, mất tích rapper gọi là Amtakun Mam gì đó. Gọi cho 6969. Thua. Ôi, 666-99966 nữa chứ. Thằng này nhìn như ma vậy. Gọi 22222 à. Ok.
What? Con mèo này tên TikTok mà. Gọi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Con mèo này mình biết nè. Ý là gặp rồi. Tí mình gọi cho số đó. Tiếp tục đi tính tiền nào. Ra quầy tính tiền nhé. Quá ghê gớm. Ở đây bán luôn cả sữa này game mấy friend. Susu Alasi Lasewit Susu Milot. Uống vào là đô như anh này luôn. Quá ghê gớm. Giờ mình đi vứt rác trong phòng nha. Cuộc sống mà mấy bạn đang cuộc sống mà. Cuộc sống thì nhiều điều thú vị lắm. Nhiều điều bất ngờ lắm. Cuộc rác đâu? Cuộc rác đâu mà vứt? Gì đây? Nhà vệ sinh à? Ok. Cái này vứt đâu ta? À đây. Ricardo Milo. Wow, biết đầy đủ cả tên cả họ luôn. Chắc là phải là fan của anh ấy lâu năm rồi mới biết được như vậy. Dùng Milo bị khóa hack rồi. Dùng Milo bị hack nhiều quá, Facebook khóa hack rồi. Bây giờ quay về tính tiền mấy friend. Mình lười mở ngạc nó ra lắm. Bất công mấy friend bị lừa nữa. Tốt nhất là khóa đi. Nhìn mặt thằng này nó nói lên một cái điều gì đó nó rất là ấy nha mấy friend. Rất là chân thành luôn á. Mấy friend cứ nhìn cái lỗ mũi của nó đi. Cái lỗ mũi mới chứng tỏ là một người gọi là rất là nhiệt tình, hồ hởi giúp đỡ người khác, không suy nghĩ, không đắn đo. Còn cái miệng mà môi dày với lại to như vậy chứng tỏ nói rất nhiều mà friend, và nói những cái thứ gọi là cất lên từ cái tiếng lòng của mình thôi chứ không hề có bốc phét. Nhìn cái ánh mắt của anh ấy mà xem, ánh mắt rất là hiền từ mà friend, nhân hậu, không hề có một cái sự hung hãn gì trong đó hết, không hề có một chút tức giận gì ở đây cả. Anh này là con người hiền lành mà friend. Nhìn mặt mà bắt hình dong đấy. Thằng dưới này thì mình biết thằng này nó nhịp điệp. What the fuck? Thằng này sao nhìn quen quen nữa ta? Thằng mà con cái kim này này. Thấy ở đâu rồi mà không nhớ mặt. Ui, thành long kìa. Oh, skibidi dop dop yes. Đau đầu quá. Đau đầu có phải uống cái đó vào chứ. Hết bị. What the fuck? Nhiều cái nhãn hàng nó quen quen mà lạ lạ. Chắc nhiều bạn đi cái chat biết quỷ quá. Cái xe vàng vàng nó ở đó lâu chưa nhỉ? Giờ làm gì? Xe này quay vậy? Của mình à? What the fuck? Hello? Chào ngài, mình bị giật, mình bị game thanh tén á. Cậu có phải là người trong cái trạm xăng này không? À, vâng, đúng rồi thưa ngài. Ồ, tôi cứ tưởng rằng là người trong hàng thì đang ở trong toilet. Ủa chứ người trong toilet có phải là bạn cậu không? Có ai đó trong toilet à? Bởi vì là tôi không có thấy. Thực sự mà, có một ai đó đang ở trong toilet vừa vào luôn. Wow, có lẽ là ngài nhìn nhầm đấy. Chứ làm gì lại có ai khác ở đây được cơ chứ? Cậu có thể nói đúng, thưa ngài ạ. Thôi được rồi, tôi muốn đổ xăng. Ok thưa ngài. Gì vậy? Trong lúc mình đổ xăng thằng này làm gì vậy? Đừng nói là lại chạy vô trong đó rồi bắt đầu biểu diễn một bài gì đó trên TikTok nha. Mình đang muốn mong đợi xem cái điệu nhảy gì có mới hơn. Có hơn thằng Jock gì đó không? À, nóng lòng muốn được tính tiền để đi về ấy mà. Một vị khách đang vội vã. Cứ tưởng là bước vào đó là bắt đầu đặt điện thoại lên một góc rồi bắt đầu đứng nhảy. Nhảy như Jock á. Đổ sao ta? Mình biết đổ xăng. Thế hello Don 2 mình phải đây. Hello Hiếu mình phải đây. Take the money. Vào lấy tiền nào. Ơ, khách đâu? Khách đâu rồi? Có gì vậy? Ok. Quá.
cúp điện, tìm cách để mở điện. Gì vậy? Mái hồn con. Cái tiếng đóng cửa. Cầu dao nằm đâu? Thoại này. Cầu dao nằm đâu nhỉ? Ra đây sợ bị jump scare quá hả? Ok. Ở đây này. Chắc chắn là có jump scare khúc này thôi. Còn làm game này nãy giờ nó toàn jump scare mình. Má! Cô làm gì ở đây vậy Linh? Không có Rabbit từ cái chat để mình đặt tên cho bạn ấy nhỉ? À, tớ muốn mua ít thức ăn đó mà, Ninja. À, thế được rồi, thì vào bên trong và đợi đi nhá, chứ không phải ở đây. Ok, ngài Gin là Ninja. Oh Jesus. Chân có ổn không mày? Chân của Linh có ổn không? Linh chắc nhảy TikTok nhiều quá. Chân Linh hơi ấy đi. Wow, hai cái mi lột luôn, quá ghê gớm mày friend. Làm gì mua hai lột hộp gì vậy, có được giảm giá không đấy? Bao nhiêu cái cho một hộp mi lột, à lột, hai hộp mi lột này? 60.000. Nhưng với Linda mình chỉ lấy 50.000 mà thôi. 15 triệu mày friend cho hai hộp sữa mi lột. Cái gì mà. Ok, của cậu đây, 50.000. Mình về nhà bây giờ đây Ninja. Cậu không sợ ma sao? Gì? Xì gái cái gì? What? Mua 2 tặng 10 rupee mà. Mua 2 giảm giá bao nhiêu phần trăm? Ai biết được. Mình không giỏi làm toán cho lắm. Ngủ một giấc rồi mà dậy vẫn chưa thấy lau xong nhà. Rabbit bây giờ nó đẻ 3 lứa rồi vẫn chưa thấy lau xong nhà mày phải nên. Return the broom. Đưa cái chổi về nơi nó thuộc về mày phải nên. Ok, quay trở lại tính tiền. Sao cái vũ trụ này đứa nào cũng biết teleport vậy? Anh là ai? Anh muốn gì? Sao anh lại ở đây? Nói gì đi. Làm ơn nói gì đi. Anh tốt nhất rời khỏi đây ngay bây giờ đi. Đồ lạ lùng kia. Oh my god. Dần dần mình thấy con game này mất đi nhân tính của nó rồi. Tất cả cái sự kiện trong game này bây giờ nó còn sâu chuỗi gì đến với nhau này. Giống như mấy friend vậy. Lúc thoát, lúc ẩn, lúc hiện trên kinh chat này. Xuất hiện, hello Dũng and goodbye Dũng. Giống như một ai đó trên kinh chat. Mình còn chưa kịp hello lại, mình thấy dòng chat thì đó là goodbye Dũng rồi. Chưa kịp chào mà bạn đã tạm biệt. Thông cảm đi, dép nó mới vào nghề. Thì đấy, nãy lên trang chủ mình thấy là game đầu tay nên là mình cho qua đấy. Chứ gặp ngoài đường là mình chém rồi. Đi chất hàng lên kệ. Vài cướp. Chất 12 món hàng á. Đây có còn là game không? Hay đây là một công việc? Thằng nhà máy game nó chuẩn bị kiện rồi đó mấy fan. Chuẩn bị chờ đi. Sắp rồi đấy. Cái anh Milot này còn sống không? Trong lúc mình đang làm cái công việc buồn chán này, bọn mình cùng nhau thảo luận về những cái thứ có thật ngoài đời đi. Anh Milot còn sống không? Rồi cái anh này còn sống không? Nếu mà còn thì thằng nhà máy game này sắp tới là chuẩn bị kiện cho gọi là bại sản luôn, tán gia luôn. Dám lấy hình ảnh của người khác chưa xin phép còn luôn. Ồ. Mấy fan không biết trên luật pháp quốc tế đúng không? Ấy mấy cái này là Việt Nam mình cũng vậy, sử dụng hình ảnh người khác khi mà chưa được phép ấy. Bay màu lên. Có phải bồi thường từ 100 cho đến 500 triệu đồng tùy vào cái mức độ thiệt hại mấy fan. Gặp mình mà sử dụng hình ảnh của mình không xin phép như thế này là mình kiện. Còn hả? Ghê.
thực ra vừa rồi mình hỏi mấy bạn cho vui thôi. Đó là một câu hỏi bậy đấy. Đó là câu hỏi mèo đấy. Không phải là đánh giá gì mấy friend, ok. Nhưng mà người bình thường người ta không có theo dõi anh Milot đó. Giống như mình ấy, mình không bao giờ coi anh ấy. Mình chỉ biết là anh ấy xuất hiện trên mạng và internet thôi. Chứ nếu mà mình kiểu như là còn tiếp tục như mỗi ngày á, từng ngày như những bạn trên cái chat mà đang kêu còn đây này, đang còn tiếp tục theo dõi hồ sơ cá nhân hay là những cái video anh ấy đăng lên, thì mấy friend nên coi lại mình đi nhá. Mấy friend nên coi lại cái sở thích của mình đi. Ngoài kia trên internet còn đầy thứ gọi là bổ ích, mấy bạn không coi lại cứ tiếp tục theo dõi anh Milot xem những cái điệu nhảy mới lạ với lại độc đáo của mình làm gì. Mình cũng đồng ý là anh ấy nhảy hay thật, nhưng mà ngay từ đầu cái nội dung nó không dành cho mấy fan, nội dung nó dành cho các kiểu như các cô các chị mà đã quá cái tuổi U30 rồi ấy. Người ta tìm kiếm cái sự gọi là giải trí và để vui vẻ, người ta mới tìm mấy cái video đó người ta coi. Con nít lại càng không được coi cái video đó, cho nên là cái video đó bị cấm trên YouTube đấy. Ai mà đăng cái hình ảnh nó nhảy nhảy lên là bị chặn kiếm tin với bị giới hạn độ tuổi liền. Vậy mà ở đây có biết bao nhiêu bạn trên kênh chat, mình chỉ hỏi một câu đơn giản là hỏi mẹo thôi. Anh Milot còn sống không mấy friend? Còn chứ, hôm qua mình mới coi video ai mới của anh up lên trên OnlyFans này, trên Patreon này. Ui, anh ấy nhảy đẹp lắm. Lần này anh ấy không mặc cái quần xì của Mỹ này, anh ấy mặc quần xì của nước khác này nọ. Chết. Tự đánh giá bản thân mình đi. Tự kiểm điểm bản thân mình lại đi. Một ngày chỉ có 24 tiếng thôi nha mấy friend. Ăn ngủ đái ẻ chỉ hết 10 tiếng rồi. Còn lại mấy tiếng đồng hồ đó mấy friend phải tranh thủ vào coi video của mình. Like, subscribe mấy friend, giới thiệu cho gia đình, bạn bè và người thân, chứ không phải là lên coi. Tưởng đến tấn công mình. Thằng này phải không? Không phải. Ai đây? Lại là anh à? Ủa? Cùng thằng đó hả? Anh muốn gì? Nơi này không an toàn đâu. Cậu cần phải rời đây ngay bây giờ. Ý anh là sao? Sao tôi lại phải rời khỏi đây? Tin tôi đi. Có thứ gì đó sắp tệ hại xảy ra ở đây rồi đấy. Tôi có một chiếc xe buýt bên ngoài. Let's go. What the fuck? Oh my god. Lorex nằm ở đâu? Cũng có thể có chứ. Ngoài đời có thể chuyện này xảy ra với bất kỳ một ai mấy friend. Ở trên cái chat có bạn nào đấy chưa? Đã đi gọi là làm mấy cái nghề gọi là bán hàng đêm khuya chưa? Việt Nam mình, ở đặc biệt mấy cái thành phố lớn nó có mà. Nó có mấy cái chỗ mà bán hàng 24/7 á. Mấy bạn sinh viên hay đi làm mấy ca đêm á. Có ai làm chưa? Chuyện nó vẫn có thể xảy ra đấy. Không phải đa cấp, không phải đa cấp. Mình vừa đọc báo thấy có một cái vụ cướp gì đó tiệm tạp hóa 24/7 gì đó mà. Mấy bạn sinh viên nó chỉ có bó tay thôi. Chứ làm sao mà chống lại một thằng có dao và lại có đồ này đó. Ai biết được, ngoài đời cái xác suất nó nhỏ nhưng mà vẫn có. Tự dưng đang ngồi bán hàng ban đêm của một thằng chạy vào, sắp có chuyện gì xảy ra đây, lên xe của tôi đi, tôi chở đi, let's go. Thì lúc đó mấy bạn có đi không? Làm sao tôi biết là anh không lừa tôi? Và tại sao tôi phải quan tâm? À quên, tại sao anh lại quan tâm? Tôi không có nhiều thời gian để giải thích đâu. Cậu có thể đi với tôi, hoặc cậu có thể gọi cảnh sát. Wow. Cái câu nói này làm cho mình bắt đầu tin anh này rồi nè. Mấy friend à, tuy là anh này không biết là người tốt hay người xấu, người lạ hay là người quen, nhưng mà anh ấy cảnh báo một chuyện xấu sắp xảy ra và anh bảo là mình có thể gọi cảnh sát. Anh ấy đưa gọi là đưa cái lựa chọn nó lên một cái cán cân rất là công bằng luôn. Ok, gọi cảnh sát, đi theo anh mấy friend. Wow, anh dám nói như vậy. Chỉ có người tốt mới nói ra được câu đó. Nếu mấy friend không đánh giá cái ngoại hình của anh, ok, rằng là một mắt của anh ấy bị chém để lại một vết sẹo với lại đằng kia nó trắng bóc luôn kìa. Kiểu như người trong giang hồ á, đã từng trải qua những cái chuyện gọi là vô số thứ đen tối ấy. Có nên tin ảnh ta? Để xem thử nào. Đi. Follow the stranger my man. Đi. Mình mình biết thì mình chơi game nhập vai lắm. Ngoài đời mà nếu chuyện này xảy ra với mình là mình đi liền đấy. Ai rảnh hơi để mà gọi cho quản lý làm gì? Hoặc là gọi cho cảnh sát làm gì? Ôi ôi, xe buýt đẹp vãi, giống như cái game ở Dusty Trip trên Roblox mình giờ này chơi với Phát Ban, với lại Kuro, với lại Sang, với lại các bạn. Chơi với R, vân vân. Ôi dồi ôi, xe buýt này nhìn đẹp quá. Go, get in. Anh có thể giải thích cho tôi được không? Chuyện gì đang xảy ra thế? Nơi này là một nơi không an toàn. Tôi đã từng làm việc ở đây và chứng kiến rất nhiều thứ không thể giải thích được. Có một cái thế lực ác quỷ đang lẩn trốn ở đâu đó, đằng sau cái nhà ga đó, cái trạm xăng á. Ý anh là sao khi mà nói về một thứ ác quỷ?
tôi không chắc chắn nó như thế nào nữa. Nhưng chắc chắn có một thế lực đen tối đang chơi đùa ở đó. Tôi đã từng chiến đấu với nó, với những cái thế lực ác quỷ gì đó ở cái trạm xăng đó. Nhưng suýt nữa tôi đã thua. Và kết quả là cái mắt phải của tôi bây giờ đã trở thành một cái thiệt hại gì đó. Ồ, tách gì là nó trắng bét ra vậy, với là có vết sẹo. Thế tại sao anh lại quay trở lại? Tại sao anh lại cứu tôi? Tôi quay trở lại để cảnh báo những người mà vẫn đang còn làm việc ở đây. Không ai xứng đáng phải trải nghiệm những gì mà tôi đã phải trải qua. Và khi tôi nhìn thấy cậu trước đó, tôi biết rằng tôi phải hành động. Ôi, cảm ơn anh nhiều lắm vì đã cứu mạng tôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta cần ra khỏi đây càng xa khỏi nơi này càng tốt. Và tôi sẽ nói cho cậu biết thêm về những gì mà tôi đã nhìn thấy và đã trải qua. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải tập trung trong cái việc giữ an toàn cái đã. À, nhưng mà tôi còn việc phải làm. Tôi còn phải trả nợ cho bản thân mình. Nếu tôi không làm việc, làm sao tôi có thể trả nợ đây? Đừng lo về chuyện đó. Tôi sẽ cho cậu tiền để trả nợ và bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng quay lại đó nữa nha. Sự an toàn của cậu quan trọng hơn tất cả mọi thứ, mày phải đen. Có mùi hơi gây lọ ở đây rồi đấy. Cảm ơn anh nhiều. Tôi không biết làm sao để có thể đền ơn lại cái sự tốt bụng của anh. Ôi, đền ơn cho tôi bằng cách gọi là sống một cuộc đời tươi đẹp hơn và tránh xa những cái nơi như vậy. Và đó như là đủ rồi. Một cái nơi mà chắc chắn là bị nguyền rủa và tốt nhất nên để yên. The fuck? Thằng này thánh à? Sao nó sống tốt thế? Ginzana đã chọn tin một người lạ và đã được cứu sống. Bây giờ Ginzana đã được tự do khỏi cái sự nợ nần của mình và bắt đầu một cuộc sống mới bằng cách sống ở một thành phố khác. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bí ẩn ngoài kia mà chưa được giải đáp. True ending. Oh, wow. Lại là một game đầu tay của một bạn nào đó, mày phải đến. Tuy là nó hơi bừa một tí nhưng mà kết game cảm động quá. Mình chưa bao giờ chơi một game như thế này, mày phải đến. Đúng là có nhiều thứ không thể giải thích được. Đó là ai cũng biết teleport hết. Rồi có nhiều sự kiện nó không liên quan đến nhau cho lắm. Nhưng mà nice, very nice.